chỉ còn 4 tháng nữa, năm 2024 sẽ chính thức khép lại. Đây cũng là những tháng sôi động nhất của thị trường ô tô Việt Nam. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi trong 4 tháng tới, thị trường ô tô Việt Nam sẽ đón nhận màn ra mắt của hàng loạt mẫu xe mới, cụ thể như dưới đây. 1. Mitsubishi Triton. Theo công bố của hãng Mitsubishi, Triton thế hệ mới sẽ chính thức trình làng tại thị trường Việt Nam vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Hiện hãng xe Nhật Bản cũng đã nhận cọc dành cho mẫu ô tô này. Bước sang thế hệ mới, Mitsubishi Tần sẽ thay đổi toàn diện cả về mặt thiết kế, trang bị lẫn động cơ. Hiện thông số cụ thể của mẫu xe này ở thị trường Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, có thể dựa trên xe đang bán tại một số thị trường Đông Nam Á, để mường tượng trước về Triton 2025 dành cho Việt Nam. Mitsubishi Triton 2025 sẽ được bổ sung nhiều chi tiết thiết kế ngoại thất mới như lưới tản nhiệt, đèn pha, đèn hậu, cản trước, cản sau và vành la răng. Riêng bản Atlas cao cấp nhất xe sở hữu những chi tiết đen bóng như ốp chữ C trên đầu xe, ốp của lốp, ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, ba gơ nóc, thanh thể thao trên thùng hàng và cản sau. Hiện chưa rõ chai tần 2025 ở Việt Nam dùng động cơ nào. Trong khi đó, ở các thị trường khác, xe có hai tùy chọn động cơ diesel. 2. Havan Zolion Havan Zolion đã được công bố sẽ chính thức cập bến Việt Nam vào hồi tháng 4 đầu năm nay. Tuy nhiên, mẫu xe này liên tục bị lùi lịch ra mắt. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Havan ẩn sẽ chỉnh làng ở Việt Nam trong tháng 9 tới. Cũng như Mitsubishi Tần, Havan Zolion sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tin đồn cho biết, xe sẽ có hai phiên bản là Pro và Ultra cùng giá khởi điểm hứa hẹn dưới 700 triệu. Thông tin cụ thể về trang bị của Havan ẩn tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. 3. Kia Carnival Kia Carnival phiên bản nâng cấp đã xuất hiện tại Việt Nam vào hồi tháng 7 vừa qua. Theo thông tin tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu MPV cỡ lớn này sẽ ra mắt ở Việt Nam vào tháng 9 này. Bên cạnh động cơ hybrid mới, Kia Carnival 2025 còn thay đổi đáng kể về mặt thiết kế và trang bị. Trong đó, khu vực ngoại thất được bổ sung lưới tản nhiệt, đèn pha, đèn hậu, cản trước, cản sau và vành la răng mới. 4. Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Hiện các đại lý Việt cũng đã bắt đầu nhận cọc dành cho mẫu SUV hạng trung này. Theo dự đoán, Santa Fe 2025 tại Việt Nam sẽ bị cắt phiên bản máy dầu. Thay vào đó, xe có thể sẽ dùng hai động cơ xăng như ở thị trường Philippines. Bên cạnh động cơ mới, Hyundai Santa Fe 2025 còn lột xác hoàn toàn về mặt thiết kế với phong cách vuông vức hơn, gợi liên tưởng đến SUV hạng xăng Range Rover. 5. Hyundai Tucson không chỉ Santa Fe, thương hiệu Hyundai nhiều khả năng còn giới thiệu cả phiên bản nâng cấp của Tucson ở thị trường Việt Nam vào cuối năm nay. Ở phiên bản nâng cấp, mẫu SUV cỡ C này đã được thay đổi nhẹ về mặt thiết kế ngoại thất với lưới tản nhiệt, đèn LED định vị ban ngày, cản trước sau và vành la răng mới. Tại Việt Nam, Hyundai Tucson 2025 dự kiến sẽ dùng động cơ như cũ. 6. Honda Civic. Honda Civic phiên bản nâng cấp nhẹ hiện đã được chốt lịch ra mắt thị trường Việt Nam. Vào tháng 10 năm nay, cũng theo hãng Honda, Civic mới tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản, bao gồm G, GS và E, hev Trong đó, E, hev là phiên bản Hybrid lần đầu tiên ra mắt thị trường nước ta. Honda Civic E, hev 2025 dự kiến sẽ dùng hệ chuyển động Hybrid tương tự xe đang bán tại Thái Lan. Không chỉ có thêm động cơ mới, Honda Civic 2025 dành cho thị trường Việt Nam còn được cải tiến nhẹ ở thiết kế ngoại thất và trang bị nội thất. Xe sẽ có các tùy chọn màu sắc như trắng ngọc chai, đen ánh, đỏ, xám và xanh đậm. Trong đó, màu xanh đậm sẽ chỉ dành cho bản e, -H -E -V -G -S. 7. Subaru Crosstrek Theo kế hoạch, vào quý 3 năm nay, Subaru Crosstrek sẽ được giới thiệu ở thị trường Việt Nam. Theo dự đoán, Subaru Crosstrek sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong triển lãm VMS 2024 diễn ra vào tháng 10 năm nay. Hiện chưa có thông tin cụ thể về trang bị của Crosscheck dành cho thị trường Việt Nam. Subaru Crosscheck tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, nên dự kiến có giá không rẻ. 8. Tanh 300 Theo công bố của hãng Great World Motor GVKM, mẫu SUV hạng trung tanh 300 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Tương tự các mẫu xe Havan, tanh 300 cũng sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Nếu giống xe ở Thái Lan, Tanh 300 dành cho Việt Nam sẽ có những trang bị như hệ thống đèn LED, vành hợp kim 17 in, nội thất 5 chỗ ngồi, ghế bọc Zanapa, ghế lái chỉnh điện 8 hướng massage nhớ vị trí, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm 12.3 in, hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, hệ thống âm thanh Infinity 8 loa, điều hòa tự động, lọc bụi mịn PM cổng USB Type A Type C, phanh tay điện tử, đèn viền trang trí nội thất, cửa sổ trời và gương chiếu hậu chống chói tự động.